Nhưng mà thấy có hai đứa em bé rồi, đứa nhiêu đây đứa cao hơn, nó kêu bằng mẹ. Tưởng hai đứa đó là con của con. À, con của vợ em bây giờ. Em nghĩ trong lòng là em nói chắc có con rồi, nó kêu bằng mẹ. Mấy hôm sau cái bà tổ trưởng á, cái bà lại bà kêu vài bữa tao làm mai cho mày người. Thì em mới nói à, vậy ai vậy cô làm mai cho con đi. Cô đó cô mới kêu thằng Dân á, nó đang xây mấy cái nhà trọ đó đó, để đây tao qua tao xin số điện thoại nha. Cái mình mới nói ủa chứ sao có hai đứa con kêu bằng mẹ rồi mà làm sao mà ủa vậy cũng gãi gánh nghe em hả? Nó không, tao còn gái á. Cái đó em mới hết hồn. Nửa đêm cứ là nhắn tin thì nhà em cũng có cái khoảng sân rộng đó, em mới ra ngoài cái đá em ngồi em chơi. Nó hỏi em tại sao cứ ra ngoài đó ngồi, em mới hồi xưa mẹ em cũng hỏi cho em ra ngoài đây, nó con gái là không có ra ngoài khuya ra ngoài. Anh hỏi em câu mà em còn gái hả? Trời lúc đó không hiểu sao chị nhá, em giống như cái cảm xúc phạm mấy từ ái của mình á. Anh nghĩ tôi làm sao mà anh nói tôi câu đó? Tất nhiên coi thường tôi quá phải không? Anh suy nghĩ là ai cũng như ai hay sao? Cái em tắt mấy cái kịch chặn luôn. Em đi vô bà rung bần bần nè. Sợ đúng không? Sợ. Em ngồi gần thì cứ xích ra, ngồi gần xích ra. Nãy giờ thôi em ráng kiên nhẫn thử vài ba lần nữa thử thêm sao? Em không biết. Trong đầu em tưởng tượng là ông sẽ làm. Sợ, sợ em chở đi khách sạn. Em cũng tiếp tục chứ em cũng không có chịu buông, em cũng chở đi tiếp tới khách sạn. Cái chị nhảy xuống xe mà em không ngờ luôn á. Đêm đó em cũng mần mò khó khăn lắm, nó không có đập được cái bức tường đó, cái hở cái là la đau không à. Cái không phá được, cái lần thứ hai cũng không được, lần thứ ba không được, lần thứ tư em mới kêu em thoải mái ra chứ giờ em nằm cái đụng cái em đau vậy làm sao anh được. Khi mà em biết vợ em còn gái thì nó thật sự là trong lòng em có một cái sự quý trọng rất là nhiều về vợ em. Em tên là Thanh Vân, em 44 tuổi, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em Chào lịch lãm quá à. Chào anh Quốc Thuận và chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên Hòa, em 45 tuổi. Em kinh doanh và buôn bán các loại vải. Hai vợ chồng là lấy nhau lâu chưa nè? Dạ em lấy vợ tới tháng 11 này là đầy 4 năm á chị. Vậy là còn son. Vậy là còn son. Chương trình của mình là 5 năm mới là đó. Bớt son chút xíu thôi. Còn 4 năm là vẫn còn son dữ lắm luôn. Son dữ dằn luôn. Vậy thì bây giờ cháu Thuận được biết nghe. Cái mối nhân duyên nào đã khiến cho hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên á, là khi đó em thuê đất gần kế bên nhà của vợ em bây giờ. Vâng. Cái em mở xưởng may. Thì hôm đó là bên nhà vợ em á là đang xây mấy cái phòng trọ thì đổ đất cát ra đầy đường luôn, gạch nhiều lắm. Thì thấy bên này có hai đứa nhỏ với vợ em cầm mấy cục đá rồi cào qua cào lại biết bao giờ xong. Cái em mới nói thôi em đi vô đi rồi để đó có gì khoảng đầu giờ em ăn cơm xong là ra anh làm xong rồi. Cảm giác đầu tiên của em khi gặp cô này là em thấy sao, em thích không? Cái cảm giác đầu tiên á thì em thấy nói chuyện cũng nhỏ nhẹ rất là thích. Nhưng mà thấy có hai đứa em bé rồi, đứa nhiêu đây đứa cao hơn, nó kêu bằng mẹ. Đã tưởng hai đứa đó là con của con. Là con của vợ em bây giờ. Em mới nghĩ trong lòng là em nói chắc có con rồi, nó kêu bằng mẹ. Mấy hôm sau cái bà tổ trưởng á, cái bà lại bà kêu vài bữa tao làm mai cho mày người. Thì em mới nói ai vậy cô làm mai cho con đi. Cô đó cô mới kêu thằng Dân á, nó đang xây mấy cái nhà trọ đó đó, để đây tao qua tao xin số điện thoại nha. Cái mình mới nói ủa chứ sao có hai đứa con kêu bằng mẹ rồi mà làm sao mà ủa vậy cũng gãy gánh như em hả? Nó không, người ta còn con gái á. Cái đó em mới hết hồn. Là bắt đầu đầu tiên đúng không? Rồi còn Vân thì sao, khi mà Vân ra Vân nói chuyện với ảnh rồi em gặp anh này em thấy sao? Không, lúc đầu em ghét anh này lắm chị. Người thì ở mặt một xà lỏng ở trần là em tối chừng em ghét lắm luôn á. Cái ảnh cái đi ra anh dòm em nói vậy nè, xây xong cho tôi thuê phòng nha, tôi không có vợ. Em nói thằng nào đi cô gái mà nó nói nó có vợ đâu. Mẹ cái mặt khó ưa rồi. Em cứ lẻn lẻn em đi chỗ khác. Mẹ em đi tới đâu cái đi đứng sau lưng em cứ nói chuyện hoài. Mẹ em nói thiệt sao thằng này nó dơi như đĩa vậy trời. Em nghiến răng như vậy luôn á. Cái vấn đề mà cái tuổi tác đó nó có làm cho Vân nghi ảnh rằng là ảnh có gia đình rồi và ảnh thả dê mình không? Dạ có chứ. Cái đó là cái bước suy nghĩ đầu tiên của em đó. Tại vì ảnh nói với em là ảnh gãy ảnh như dọc đường. Ảnh kể hết. Em nói em không nghe. Mẹ em cũng không tin đó. Biết nào ở ngoài quê rồi vợ con ngoài quê là vô đây rồi sao? Để có xác minh không? Dạ có chứ. Cũng tìm hiểu với nhau cũng qua lại nói chuyện qua lại cũng đâu tầm hơn 6 tháng đó. Kia thì em thấy anh này cũng chân thành. Thì em mới nói là nếu anh thật sự như vậy mà đứng tìm hiểu thì anh nói với người nhà anh đến. Mặc dù ba mẹ em mất rồi thì em sẽ còn dì dưỡng, xin cho hai đứa mình tìm hiểu. Thế là đột ngột canh khoảng chồng một tuần sau, anh nói là người nhà của anh đến nhà thăm nhà em. Là quê em ở đâu? Dạ quê em miền Trung Huế chị. Ở Huế là từ người nhà từ Huế vô luôn. Dạ. Mà người nhà là ba mẹ hay là dạ mẹ từ ngoài Huế vô. Dạ. Như vậy là coi như là chắc chắn là ảnh là hoàn toàn là thật lòng. Dạ, đúng không? Đúng. Là em trước chồng em á là đã có người yêu nào chưa? Dạ nói thật luôn là lúc đó là cũng có, nhưng mà chỉ trong cái giới hạn là tìm hiểu hơi thân thôi. Nhưng mà có nghĩa là em đến với chồng em là còn con gái Trinh Nguyên luôn á.
Dạ. Có như vậy là mà lúc đó là em giận, anh giận kinh luôn, kinh khủng luôn á. Cái hôm đó là cũng nói chuyện điện thoại rồi, cứ nửa đêm kêu là nhắn tin. Thì nhà em cũng có cái khoảng sân rộng lắm, em mới ra ngoài ghế đá em ngồi em chơi. Mới hỏi em tại sao cứ ra ngoài đó ngồi. Em nói ừ, hồi xưa mẹ em cũng không có cho em ra ngoài đây, nói con gái là không có ra ngoài khuya ra ngoài. Anh hỏi em câu nè, em còn con gái hả? Trời, lúc đó không hiểu sao chị nhá, em giống như cái chạm xúc phạm mấy cái tự ái của mình á. Anh nghĩ tôi làm sao mà anh nói tôi câu đó? Tất nhiên anh coi thường tôi quá phải không? Anh suy nghĩ là ai cũng như ai hay sao? Cái em tắt máy cái kịch, chặn luôn, chặn hỏi nè. Nhưng mà em có biết là vợ em còn con gái Nguyên Si không? Em có biết không? Dạ, thời điểm đó đâu có. Là em không biết đúng không? Chưa biết gì trơn á. Nhưng mà thấy rất là hiền, mình thấy rất là thích. Ở cái tuổi bốn mấy rồi, phải hẹn hò với nhau, có cái gì vui không? Em hay chở đi cà phê. Cái hôm đó em mới chở đi qua bên đường Phan Huy Ích á. Nó có quán cà phê, nó cũng ấm cúng á. Em đi vô mà bà rung bần bần vậy nè. Sợ đúng không? Sợ. Em ngồi gần thì cứ xích ra, ngồi gần xích ra. Nãy giờ thôi em ráng kiên nhẫn, thử vài ba lần nữa thử thêm sao. Em không biết trong đầu em tưởng tượng là ông sẽ làm. Sợ, sợ em chở đi khách sạn. Em biết sao mà em cứ sợ như vậy. Em cũng tiếp tục, chứ em cũng không có chịu buông. Em cũng chở đi tiếp. Tới khách sạn cái chị nhảy xuống xe. Nói chung là giờ em nói thôi cương quyết, cưới xong rồi em cho anh tẹt ra luôn cũng được. Như vậy có nghĩa là đến lúc nào thì em mới biết vợ em là còn con gái? Là đến đêm tân hôn á. Đêm tân hôn luôn? Dạ. Wow. Trời, nhưng mà vậy nè, chị hỏi em cái cảm xúc của em khi mà em biết vợ em còn con gái ra làm sao? Lúc em có khóc không? Chị gặp chị là chị khóc rồi đó. Không, mà em không ngờ luôn á. Đêm đó em cũng mần mò khó khăn lắm. Nó không có đập được cái bức tường đó. Cái hở cái là la đau không à. Cái không phá được. Cái lần thứ hai cũng không được. Lần thứ ba không được. Lần thứ tư em mới kêu em thoải mái ra, chứ giờ em nằm cứ đụng cái em đau vậy làm sao anh được. Khi mà em biết vợ em còn gái thì nó thật sự là trong lòng em có một cái sự quý trọng rất là nhiều về vợ em. Em không ngờ là vợ... Không, khúc này hơi có cảm xúc một tí xíu. Chắc chắn, chị biết mà. Tại vì em đã gãy gánh một lần. Nhưng mà cái người phụ nữ mà người ta dành hết cho mình như vậy là tự nhiên trong lòng em rất là tôn trọng, trân quý, đúng không? Nên em nghĩ rằng cả cuộc đời này em sẽ dành nhiều lại cho vợ em. Chính xác. Ấy, bây giờ mới chuyển qua Dân nè. Đó, nói cho tôi nghe cái cảm xúc lúc đó coi sao. Em nói chung là cái tuổi của mình không phải là nhỏ nữa. Em cũng tham khảo báo đồ nhiều lắm. Em cũng hân hoan lắm kìa. Mình nói là đây là thật sự là cái người đàn ông của mình sẽ trao chọn cái cuộc đời mình cho cái người này. Cái chị biết không, nó không như mong muốn. Trời ơi, nó sao mà nó khổ dữ vậy trời. Mà ai nói nó ngọt chỗ nào mà em không thấy nó ngọt. Nó cứ kỳ kỳ mà nó làm sao á. Cái em nói thôi anh ơi, không được cho lần sau đi. Anh ấy cám treo cho heo nhịn đói bao lâu mà giờ còn lần sau nữa. Thôi cứ tiến tới đi em. Mình cứ thả lỏng người ra. Em thả lỏng thì em cũng thả lỏng. Mà nó hì hục tới 5 giờ sáng nó mới được. Nhưng mà thật sự nó không có ngọt như là ai cũng nói là tường trân mật, là nó ngọt ngào lắm. Con nó đau. Mà đi thì em đi không được. Em nói thôi sáng về á, em cứ là khép nép em đi, em cứ né mọi người không à. Nhưng mà cái đêm đó đó là em có chuẩn bị á, Vân có chuẩn bị một cái gì không, bề ngoài một cái vẻ sexy không? Có hôm đó sexy. Còn anh là anh mới chuẩn bị mà em không ngờ luôn. Là anh tâm lý đến như vậy. Anh chuẩn bị gì nè? Ồ, em nói thì chị, cái mẫu áo mà đồ ngủ á, nó rất là sexy, giống như những bộ phim của Hollywood vậy. Không thể tưởng tượng nổi luôn. Là màu gì? Dạ màu hồng phấn. Màu hồng phấn. Mà đúng, nó đẹp thiệt là đẹp, mà nó ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Rồi, bây giờ chị hỏi nè. Rồi bây giờ là hết kỳ kỳ chưa? Dạ, bây giờ rồi. Là hết kỳ. Bây giờ là dạ, mấy năm rồi? Là có 4 năm rồi. Gần 4 năm. Đó. Rồi bây giờ là hai vợ chồng là có em bé chưa? Cũng có một lần em có, nhưng mà em bị hư. Do bị bệnh á, em không giữ lại được. Nhưng mà em cũng đi bác sĩ, rất là nhiều bác sĩ, đi nhiều lắm luôn rồi mà cũng không được. Em hôm nay là em muốn gặp anh Thuận với chị Vân là chúc cho em có em bé. Ok. Không, nhưng mà phải hỏi, có nghĩa là em đi bác sĩ nói sao? Nói là em bị tâm lý thôi, em đừng có căng thẳng. Đúng rồi. Ủa tới giờ này mà em vẫn căng thẳng hả? Là anh quá mê ham con. Như là em đi bác sĩ bệnh viện Từ Dũ á, thì em canh từng ngày luôn, canh trứng, canh đủ hết từng ngày. Ảnh làm cho em một cái áp lực, lúc nào em nghĩ là mình không có làm cảm giống như là mình có lỗi gì với ảnh vậy đó. Ảnh làm cho em cái áp lực đó. Để chị nói cái kinh nghiệm nè, thực ra ở cái tuổi phụ nữ đó em, mà ở cái tuổi mà 40 mấy á, là cái chuyện mà có thai á, có chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì vợ của em á, tại vì nè, cô giữ gìn cho tới năm cô tới 40 tuổi. Thì có nghĩa là đứng về mặt khoa học á, thì cái nội tiết tố nữ đó nó bị rối loạn. Thì rồi thêm cái áp lực về tâm lý nữa, cho nên nó rất là khó. Chồng thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên chị thấy ở cái tuổi của tụi em á,
tụi em nên thụ thai nhân tạo, bởi vì con nó đẹp lắm luôn mà nó khỏe kinh khủng, cái xác suất nó là gần 100%. Và sau đây là khi anh Thuận chúc xong rồi em vẫn thả đi, tâm lý nó thả đi, biết đâu Thuận dính liền được thì quá tốt. Rồi bây giờ quay lại đến cái phần hấp dẫn nhất của chương trình, hỏi trước nghe Vân. Dạ. Ông có tật xấu không? Trời ơi, lúc mới yêu á chị, sao cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Mặt thay đổi liền. Khi mà cưới về rồi thì bao nhiêu cái nó lòi, nó không phải lòi một ngày chị, mà nó lòi liền một lần luôn. Ví dụ như điển hình, hai một cái đồ, bộ đồ. Chị thôi, cái sọt nó cách nhau chỉ có 3 bước thôi, thì anh bỏ vô cái sọt đi không? Anh để anh đóng nó luôn. Cái quần tà lỏng mà bỏ ra là nó tròn y chang. Dạ, cái hình số 8. Dạ đúng rồi, nó tròn y vậy luôn. Một cái nữa mà em rất là ghét luôn là ở giờ không tắm. Chị biết hả, đi làm cả ngày về cái vô nằm liền. Nằm liền. Cái em hỏi, ủa anh sao vậy? Không có gì hết. Em cho anh nghỉ mệt một tí. Cái này đi tắm đi anh, vô cơm. Em biết không, là anh bệnh, anh khó chịu lắm. Để anh nằm chút nữa đi. Mà không biết bệnh gì mà cứ ngày nào cũng than bệnh là không tắm. Mà sáng dậy tắm, thì tắm đi ra đường cho ai hủi, ai thơm ai mà đường hủi không à. Về mình lạnh. Nguyên một ngày trời là em bận hết. Ừ. Ê, đúng nghe nè. Rồi ổng không tắm gì rồi tối rồi sao? Đâu có. Cái bữa nào mà em thấy cái em nói anh về nha cho anh nghỉ mệt một hồi đi. Cái em nói anh ơi, xong cái vòi nước kia nó sao mở hoài nó cứ nghẹt sao không ra được. Cái việc đó thì em nói một cái là anh có mặt liền. Tao bị cái gì em? Em đâu nói em chốt cửa nhà tắm lại, em xịt ướt nhem luôn. Ừ. Em nói tắm. Anh nói trời tắm giống như tắm con vậy trời. Nói, à cái này là ít đó nha, còn anh mà ở dơ lần nữa là đừng trách em. Rồi cái tật lười tắm nè. Dạ. Rồi bừa bộn nè. Dạ. Còn gì nữa? Còn cái là dễ tin người. Ai nói gì cũng tin. Ừ. Cái tin là mà dạng như là tin sấy cổ luôn á. Đến hôm một cái sự việc gì xảy ra rồi, anh ấy anh mới nói là em ơi cái người đó như vậy. Em không em nói gì hết trơn. Em nói thì đó là người tốt của anh đó. Ừ. Đó là cái tật là dễ tin người. Tin người. Em mong muốn chồng em thay đổi gì trong mấy tật xấu đó? Là ảnh siêng tắm. Cái siêng tắm dùng cho em cái. Với lại là ảnh cũng tiết chế lại là không nên tin tưởng ai quá. Đó là cái việc mà em cần rất là mong với ảnh. Hai điều đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi, hai điều. Rồi tới anh đó. À vợ em cái ngỡ ngàng đầu tiên mà khi mà về vợ em ở với em á, là vợ em viết chữ rất đẹp, học thì nhiều hơn em. Nhưng mà cộng trừ nhân chia thì nguyên cuốn hóa đơn 100 tờ, không có tờ nào đúng hết. Ví dụ như em giao cho anh Thuận một xe hàng thì em tự nhẩm trong đầu là xe hàng đó là 100 triệu hoặc là 50 triệu đi. Thì cái số chính xác là nó đã nằm trong đầu mình. Cái giờ em viết hóa đơn đỏ viết có 45 triệu mà 2 tấn hàng. Thì làm sao mà nó đúng được. Thì em đem ra ở ngoài tuốt, ở ngoài ngã ba Vũng Tàu, người ta kêu ủa chứ mày giao hàng loại 2 hay loại 3 mà sao cái giá có 45 vậy? Kem nói sao em giao hàng chất lượng với chị sao lại 2 là 3 chị? Nói gì vậy, sao đây có 45 triệu vậy? Kem nói em ra ngoài đường em alo, em nói vợ sao vợ ghi hóa đơn sao mà có 45 triệu nữa? Nói, không thấy người ta đang nấu cơm mà, thì lộn thì chạy vô người ta ghi lại. Trời ơi trời. Mà em nói bao nhiêu lần rồi vợ em cũng lộn. Rồi cái gì nữa? Với lại nóng tính lắm. Nhiều khi cái chuyện nhỏ nhặt á cũng hơn thua. Đơn giản em kể mọi người nghe cái chuyện này thấy có nản không mà. Em chở về em đi quận nhất, cái em đi ra em nói trời chiếc xe này đẹp ghê. Biết giờ em trả lời sao? Thì kệ nó, trời ơi xe nó đẹp chứ có liên quan gì đến mình. Em hỏi với anh vậy có đau lòng không? Nóng thiệt. Nóng. Em bất cứ em nói chuyện gì ra là bác ra không à. Rồi bây giờ con muốn Vân thay đổi điều gì không? Thì em muốn vợ em bớt nóng tính. Là tại vì với phương châm của em là mình cãi lộn với người ta là mình mất. Mình thắng người ta trong lời nói là mình mất người ta mãi cả cuộc đời về sau. Hay quá. Còn giờ em ở nhà là đối với mẹ lòng em là ok nhất. Ok. Em bây giờ chị nói nghe nè, một phần á chị nghĩ cái nóng tính của em á nó cũng do cái nội tiết tố trong người á em. Vậy chứ hả, không chị? Phải là tự động mà nó bốc hỏa vậy đâu. Dạ. Tại vì cái phụ nữ á mà ở cái lứa tuổi từ 40 cho tới 50 á là cái lứa tuổi mà người phụ nữ á bước sang một cái ngưỡng khác. Thì cái sự thay đổi về cái nội tiết tố đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái người phụ nữ nhiều. Cho nên bây giờ á, chị nghĩ là em cũng cần phải có cái sự gia cố hỗ trợ về những cái tác động ở bên ngoài. Bằng những cái vitamin, những cái thực phẩm để mà tăng cái, nó gọi là testosterone của người phụ nữ đó. Nội tiết tố của người. Đúng rồi, nội tiết tố nữ là em phải hỗ trợ cái đó. Nhưng chị nghĩ chắc chắn khi mà em có con thì lúc đó bản thân em cũng sẽ đồng xuống. Quốc Thuận xin chúc cho hai anh chị sẽ yêu nhau nhiều hơn, mặn nồng nhiều hơn. Và đặc biệt rằng là cuối năm nay bác sĩ nói đừng làm gì hết, có tin vui rồi. Và qua năm sau sẽ là một thiên thần tuyệt vời, bé bỏng, đáng yêu đến với gia đình của anh chị nha. Chào hai bạn. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngọc, 32 tuổi, là kỹ sư điện. Rồi, còn em?
Dạ em là Ngọc Minh, 28 tuổi, là dược sĩ. Anh này là kỹ sư, anh này là cô dược sĩ. Chắc là quen nhau là anh này đến mua thuốc phải không? Dạ không phải. Thì tình cờ là câu lạc bộ em một ngày đó là tổ chức đi cắm trại ở công viên Lê Thị Riêng. Thì là chị của bạn này là đăng ký, mà chị bạn này thì không có đi, kêu bạn này đi. Coi biết trước luôn đó, biết trước. Đưa bạn này đi. Mối tình của công chúa hoàng tử đó. Rồi đưa bạn này đi, rồi hai người gặp nhau. Không phải, dạ. Lúc đầu là nghe mọi người hát văn nghệ này kia, rồi xong rồi cái tới cái màn đi chơi ném bột, cái em cũng nhào vô em chơi luôn. Thì anh này ở đâu đằng xa chạy tới, em cứ ném bột vô anh này thôi. Bởi vì người đầu tiên em chơi là chơi với anh này. À, từ lúc mà bị chơi tới lúc mà quen nhau là bao lâu? Năm sau em chở lui đi học về tới lui á thì mới chắc thấy đẹp trai hay gì á. Tự tin quá. Có không, có thấy đẹp trai không? Không anh lui không đẹp trai sao cưới? Tại vì em thấy được người nên em cưới, với em đâu phải đẹp trai mà em cưới. Được người nó còn hơi đẹp trai nữa nha. Ủa rồi trong cái lúc quen nhau có chia tay lần nào, có gây gỗ giận hờn gì không? Có gây lộn hoài à anh. Nhưng mà gây mà có chia không? Chia đâu có được đâu. Wow. Anh này không có chia chia. Một năm sau mới yêu, rồi yêu bao lâu thì cưới? 7 năm ạ. 7 năm, rồi trong 7 năm đó là mấy lần chia? Nói chia tay thì cũng không đúng, là coi như là em không chịu quen nữa. Mỗi lần em không chịu quen nữa cứ bắt em phải quen. Rồi bực mình lấy cho rồi đó phải không? Rồi là lúc lấy nhau rồi sao? Đâu còn gì nữa. Có đòi chạch cái gì không? Có, ham ngủ lắm. Cái tật xấu là ham ngủ thôi đúng không? Dạ. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn cho bạn mượn tiền hoài à. Trời ơi. Nên nhiều khi em đòi hoài cái bực. Không, vợ em có cái tâm tốt. ai trả không trả thì thôi. Thì đó, thay vì đi làm từ thiện ở xa thì bây giờ nói gần gũi này cho mượn hết luôn. Mà cái lần mượn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Vài triệu vậy đó. Trời ơi má ơi, vài triệu. Nhưng mà có khi nào mà cũng chính vì cái chuyện mà cái tâm tốt đó mà hai vợ chồng gây lộn nhau? Gây thì em không có gây, em chỉ nhắc là tới giờ rồi đòi, nhắc người ta. Tức là bạn em á thì mượn xong thì cũng có nói là khi nào lãnh lương thì trả, thì có người thì khi nào có tiền thì trả hay vậy đó. Tới mà như họ không trả, nhiều khi em cũng không nhớ chị ơi. Thường thường là bạn bè thân thì em mới cho mượn. Mà xong rồi họ tự trả thì trả, chứ em không có muốn đòi. Rồi xong rồi thân ai nấy lo luôn. Rồi xong rồi cái anh này nhắc em bật, ấy nói bạn bè thì chừng nào người ta có thì người ta trả thôi chứ có gì đâu. Em còn tiền cho anh mượn nữa không? Giờ hết tiền rồi anh. Ủa sao vậy? Giờ tiền là em quản lý. À, trước đây là em quản lý tiền đúng không Minh? Dạ. Nhưng mà chính vì cái tâm tốt quá cho nên ổng lấy luôn. Lúc trước thì có bao nhiêu tiền lãnh lương ra thì cứ đưa em hết. Cứ mỗi lần hỏi tiền em còn không thì em cứ cũng hết luôn. Trời ơi em tốt quá Minh ơi. Rồi bây giờ em chi tiêu bằng cái gì? Thẻ. Em nạp vô thẻ. Rút tiền trong thẻ ra cho mượn. Dạ, thẻ này là không rút được, rút là bị lỗ. Cái đó thì chỉ được xài thôi chứ không được rút. Có lần nào mà vợ em mà lén rút tiền cho cái cơn mà, cái cơn mà bị em phát hiện liền tại trận không? Cái đó không phải là lén, giống như là vợ thường đi siêu thị với bạn á thì bạn cũng mua xong rồi thanh toán thì người ta gửi tiền mặt lại. Thì nhiều khi em cũng hay em tra tài khoản rồi thấy ủa sao nó bị hụt tiền. Hỏi sao mua gì, vợ đâu nó mua vậy, xong người gửi đầu vợ mới đưa tiền lại. Chứ không hỏi là tiền cho người ta mượn nữa. Nếu mà không tiền hỏi em lấy lại cũng không xài, lấy lại xong em đi nạp vô lại tài khoản. Nhưng mà em phát hiện là từ đâu? Thẻ là em quản lý tên của em. Thành ra là lúc bao nhiêu là báo báo về điện thoại. Ngoài cái chuyện nghĩa hiệp đó ra thì vợ em còn có cái tính tốt nào nữa không? Đó, vợ em nói là mở tiệm thuốc à không được à. Sao vậy? Ai lợi là cho phát miễn phí. Tiền ta còn cho mượn được không chi thuốc. Trời ơi con là đưa liền. Ta nữa đâu cho mở đâu. Chưa hả? Dạ chưa mở. Khi nào mở nhớ nói chị địa chỉ nha. Mấy em vậy rồi nên thôi em không dám mở. Tại bên vợ làm bên đông y á. Mà vui á. Kể chuyện chồng quản lý hết tiền bạc mặt vui thì vui. Không thấy tự ái mà không có thấy gì bực mình hết chứ. Thật chất thì tiền em lúc đấu sai, nhậu nhẹt cà phê cà pháo bạn bè cũng không có. Thực sự thì khi mà em bị chồng quản lý vậy em có cảm thấy buồn không? Dạ không ạ. Giờ chị hỏi chi cái mặt ta vui không chết. Em có tính được tổng cái số tiền mà vợ em cho mượn xong rồi quên rồi không? Cái này em cũng biết, lúc trước cứ nói hết tiền hoài. Vô gia. Em kể cụ thể giùm cho anh chị nghe một cái câu chuyện mượn tiền mà để hai vợ chồng cãi vã nhau. Nói chung là đồng ý cho mượn. Nhưng mà theo tính em á, người ta mượn hẹn ngày đó,
là phải có câu trả lời cho em. Chứ tới ngày đó cứ im luôn. Em nhắc hoài nhắc hoài với vợ em hay bật, không có thích đòi, đòi thì ngại. Không phải em không thích đòi chị, mà tại vì những người em cho mượn người ta tốt bụng, thì người ta có những cái cảnh khó của người ta, thì chừng nào người ta có thì người ta tự trả thôi, chứ lo gì cái chuyện đó. Chị hiểu. Đó thì nên là em thấy vậy nên cứ nhắc để làm gì, sức mẻ tình cảm. Rồi là hai chồng gây. Dạ, nói thì em nói thôi đừng có nhắc nữa là em nổi quạo lên là em điên lên á. Điên lên. Tại vì ví dụ như Bin mà mượn tiền chị là chị không dám đòi đó, không đòi. Chừng nào trả trả, đúng không? Bạn thân mà. Vậy nha, mượn 1 tỷ đi. Chồng chị quản lý rồi. Giờ xài thẻ không à. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Anh nói thiệt lòng nha. Dạ. Từ trước tới giờ có ai nợ em mà tới giờ chưa trả không? Dạ có. Vậy nhân cơ hội này em có muốn đòi tiền không? Nói luôn đi. Nói luôn đi. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Trời ơi chị ơi, tôi cần mua xe hơi. Tôi cần mua đất. Dạ nói đi. Dạ không à, tại vì nó không đáng bao nhiêu hết. Chừng nào người ta có thì người ta nhớ thì người ta trả. Em muốn nói thay lời muốn nói của vợ. Đã, cái đó mấy cái đó là em cũng đồng ý cho mượn. Nhưng mà anh hỏi nè, có lần nào mà chồng em cần cái một cái khoản tiền khá lớn để có thể là mua một chiếc xe hay mua đất đại loại đi, mà kêu em phải đi đòi tiền lại mà đòi không được? Có. Có dự chuyện mua đất. Số tụi em không mua đất được học 3 lần nên giờ em thôi. Cần tiền mua đất để bây giờ thì tập hợp lại những người mượn. Em không dám đòi ai. Cũng khó. Rồi em có đi đòi nợ phụ cho vợ không? Dạ không. Chị có ý kiến này em nhờ anh Bin đòi giùm đi, xong rồi chị phần trăm. Anh nói rất là lịch sự cho. Kính thưa bạn bè, thân bằng quyến thuộc của vợ chồng Ngọc Minh, những ai đã đang còn nợ tiền của Ngọc Minh thì làm ơn trả tiền cho họ, họ mua đất, bởi vì 3 miếng đất là bị vượt vậy. Chứ bây giờ tụi em có muốn ra riêng không? Cũng có muốn cái nhà riêng. Có một thành viên mới thì sẽ thấy cái nhà mình nó sẽ chật hơn, đúng không? Dạ. Và tụi em rất cần một chỗ, mà chỗ đó thì chắc chắn là phải là một miếng đất để xây lên một ngôi nhà, đúng không? Chứ như vậy quý vị phải trả tiền cho Ngọc Minh. Rồi, nãy giờ anh đang hỏi về cái tật xấu của vợ em. Vậy thì anh hỏi Ngọc Minh, chồng em có tật xấu không? Hơi nhỏ nhoi lắm mà. Nhỏ nhoi nha. Dạ. Giống vậy đó, em cứ kêu là thôi đừng có đòi, cái cứ nói là bạn vậy là không tốt. Anh nói không phải không tốt, người ta chưa có thích hợp để trả thôi chứ không phải là không tốt. Nhưng mà vợ này mà tốt dễ sao luôn. Mà tốt mà pháp bực luôn. Rồi còn gì nữa không? Giận dai. Giận ai rồi á là giận không chịu nói chuyện với người đó luôn. Hồi đó giờ có giận em không? Có chút chút à. Mà mỗi lần giận dai vậy là mấy ngày? Giận nửa ngày. Trời ơi. Vậy mà dai cái gì? Cái đó là với em thôi, còn với người khác là giận luôn á, không thèm nói chuyện với người đó nữa đâu. Đừng giận anh nghe. Rồi còn gì nữa không? Dạy hư em, giờ về em không có còn biết làm điện làm nước gì. Hồi xưa là em ở nhà là điện nước gì em cũng làm hết. Trời ơi. Hai người này vui ha. Thôi nó vui. Ủa bây giờ cuối cùng là tầng xấu hay là tính tốt? Thì đó là cuối cùng lại giờ mong mỏi là thay đổi cái gì? Đừng ngủ sớm đi, đừng á, ít tốt đi một chút. Giờ sáu giờ lấy không à? Anh như đừng ngủ sớm quá, đừng ngủ ít sớm. Tốt đi. 7 giờ là ngủ rồi. Sao em giống như con gà vậy? Anh nói nè, Kim Ngọc, em đi làm là đi mấy giờ về? Dạ 5 giờ. 5 giờ về, em là 7 giờ tối ngủ đúng không? Dạ. Mà đi làm về cũng phải tắm rửa ăn cơm nước. Vừa tắm rửa ăn cơm nước xong xuôi 7 giờ bà này mới ngủ rồi. Không có anh, về em lên đô rồi. Chắc 7 rưỡi hả? 8 giờ. Rồi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nha làm sao? Sáng à? Tối khó quá bỏ qua đi. Ủa em ngủ sớm vậy rồi sao em coi chương trình Vợ Chồng Son hả mình? Dạ em lên mạng coi. Em thích chương trình này không? Dạ thích, em thích lâu lắm rồi. Vậy thì giờ em có nghĩ rằng là sau chương trình này em sẽ thỏa mãn cái mong mỏi của chồng em không? Là bớt ngủ sớm một chút. Cái tốt thì vẫn tại giữ vì lại cái được. Thật sự mà nói cái ban đêm á nó rất thú vị. Lãng mạn ha. Thú vị lắm. Em á trời ơi. Nhưng mà mình ngủ sớm quá thành lãng nhách. Em sẽ cố gắng. Cố gắng nha. Cố gắng hết sức. Ok, đêm nay làm liền luôn em. Dạ. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi. Thôi đẹp. Mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau, quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh quốc thuận mật khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ôi trời ơi, được. Ok, anh đồng ý liền. Cho mình đồng ý. Cho mình bóp giận. Dạ. Rồi, nhưng mà nó nghe nè, sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop
Dạ. Và nói bằng tiếng Anh, dạ, đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình, dạ, và có nụ hôn đầu tiên? À. Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá, mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học, rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài, kiểu kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7, cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói. Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Ừ, nắm đi không? Dạ không, dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng, rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy, ủa kêu bạn vô đi chứ, đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. À. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô, thế là ảnh hôn luôn. Mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền, chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chỉ đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay. Anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn. Anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi. Thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời, em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng từ 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình. Chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau, phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương như vậy. Là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em sẽ không phải, tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, hợp chinh nhau 9 tuổi, quan niệm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á,
thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng đủ mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì 2 năm từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Những nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc mà em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công. Và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Cái doanh nghiệp nhờ đó, em, dạ, về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì. Thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng. Thì đó là một chiến lược rất hay, dẫn đến học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ 2 ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, là anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng, thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được, nhưng mà
lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này: hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà, cứ cãi vã nhiều vô đi. Và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, có câu chuyện tài chính kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á: khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi, bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình, và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa, em đừng làm, em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi, em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em nó có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành nó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn, Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi, mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại có thể là có xỉu đó, cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chưa? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi, 24 mà đã tự lúc đó thì có 22, 23 mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Thực ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Tôi sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé. Thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài. Thì tập đi tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng
3 tháng, 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu, thì trời, đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm, thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào. Dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài, tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa, mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó, mà máu tươi luôn như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi rồi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa, cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Ồ, trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cưng? Dạ là Novalac của Úc. Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình nói gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Dạ. Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải lây hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ bây giờ rất là nhiều các loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á, thì em nói với bác sĩ á, là cho em vô, em đỡ sinh với vợ. Là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Tại vì vợ may mắn sinh thường. Và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày, vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi, bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó, vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này, cứ tầm 4:30 sáng Yên thì em nó dậy rồi, tại nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya, thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa, nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng.
mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói á, mẹ vợ lúc mà cưới á, thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im à, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội, nhà vợ mẹ em thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoại là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Cho nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn là ông chồng quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Mà áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt giờ nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôm na quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, em không biết vì sao là... Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc? Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Để thì đó nhá, để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thế. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị y chang. Em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng 10 cái chiếc lẻ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó. Anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là chị phải bắt trước đôi. Một tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Đúng rồi. Sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua giá xịn đâu, giá dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có lần hai lần. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba lắm. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi, hiểu không? Giờ tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống con dễ chịu không? Dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan. Khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ không mềm yếu đúng không? Dạ anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung.
nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận à, nhận mà cũng không có chờ. Dạ, có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á, thì có shipper giao tới nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của ảnh cũng cúng bó bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại dành, vợ, dành, bạn gái dành, còn dư một cái tặng cho em đã tốn tiền mua. Dễ sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em à. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá, mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua một cái mới. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó, dạ, là gửi gắm cái tâm, dạ, hồn của mình. Trước của câu mình. Chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nói lắm. Rồi, thôi cũng phải ước ác, tương lai là phải ước ác chút xíu. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À, còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ ba món, ba cái loại như vậy mỗi ba loại rau à, chứ không. Còn một loại rau mà ba món không. Được không? Dạ không, phải có rau luộc. Phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó thì đó. Dạ. Mới nói là một loại rau mà ba món được không? Dạ. Hay là phải ba loại rau? Ba loại không rau. Có ngán nha, ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó đó em luộc được. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong dạ, cái nồi đó các thứ là được món canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng xà lách nữa em. Thì hiện đại hơn được. Ăn xà lách trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ đúng, đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho luộc cái rau. Còn hoặc nếu là có bữa nào mà không có rau thì ổng sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó, không có rau đó. Ăn không được đủ chưa? Rồi cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được không đến nỗi xấu. Ừ, không đến nỗi đó. Ừ, không xấu đau xấu đớn đâu. Bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi. Và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi, khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn, chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn. Trong tất cả mối quan hệ xã hội em thẳng quá. Em nhận ra như vậy, nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi. Những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp. Thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu. Nhẹ nhàng hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bản hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc em đề. Ơi, em lạc đề cái này rồi, lạc em lạc đề, đề rồi. Lạc đề em lạc đề rồi. Lâu lắm, xa lắm. Bây giờ lạc là mình đề phải mà lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm nói là em không thích. Thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em hỏi anh ơi mình mua này được không, mua này được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có dài hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết. Tại vì cô rất tóm gọn lại là bây không giờ có lỗi, la con không có tật xấu đúng không? À, hay la con không? Này. Đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Trời sao chị hay quá vậy? Hay có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn hết la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em, bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn.
bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con, em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà con hét không? Con hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Nói vậy không phải la, nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em 12 giờ sáng, nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Và lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi, bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok, em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn, mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không, em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ mà có cái la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Có hai ba giờ khuya bà mệt nữa. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ. 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con, mà con lại gặp những cái bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á, là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kỷ ám thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua, rồi mình phải điều tiết nữa, cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Thành ra là bây giờ á mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, nó còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Đó. Thì thực em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bàn phát, và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ quá, anh nói em nó nặng tiếng quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục. Bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn tôi rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó, thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Mà nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn, bạn sống cho gia đình hay không bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp, cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi cảm ơn hai chồng. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Nguyễn. Cảm ơn anh ạ. Rồi chúc hai vợ chồng hạnh phúc nha.